mình sẽ bắt đầu luôn này. So uh, he was really going back. Harry đang thực sự quay trở lại trường rồi. I hope the others make it in time," said Mrs. Weasley anxiously, staring behind her at the rat, at the rat, to the other rod iron and arch spanning the platform through which new arrivals would come. Cô thực sự hy vọng rằng là những người còn lại có thể đến đây kịp giờ. Bà Weasley nói một cách lo lắng nhìn chằm chằm phía đằng sau bà ta vào cái đường mái vòm mà được đúc bằng sắt. Đấy nó cái đường mái vòm mà được đúc bằng sắt và nó vắt qua cái bục uh, đi lên từ từ, bục đi lên ga tàu. Qua đó những cái sự từ từ những cái người mới đến uh, họ sẽ đi qua. Qua cái mái vòm đấy thì những người mới đến họ sẽ đi qua đó nào uh, có cái từ ở đây nhá make it in time khi mà chúng ta có thể make it có nghĩa là có thể đến được một cái nơi nào đó và in time tức là kịp giờ còn on time tức là đúng giờ à, còn anxiously bà ấy nói này một cách nó lo lắng sốt sắng các bạn cứ nhớ các bạn nhớ thả tim thật là nhiều nhé xong rồi share cái livestream giúp mình nhé có comment gì thì cứ cứ có câu hỏi gì thì cứ comment ra mình sẽ trả lời nào và tiếp theo ấy cái từ wrought iron này này thì tức là cái từ wrought là quá khứ từ quá khứ phân từ của từ đúc rèn đấy. Và nó có nghĩa là cái cổng, cái đường mái vòm mà nó được đúc bằng sắt. nhé chúng ta lại có từ arch ở đây là cái đường mái vòm. Đó, và đây là cái từ iron là bằng sắt này, và đây là được đúc bằng sắt. Spanning một thứ gì mà nó span thì tức là nó trải dài, nó vươn rộng ra. Đấy, và đây là cái the platform tức là cái bục để mà chúng ta lên cái ga tàu đấy chứ không phải là cái um, nền tảng nhưng mà như mọi người vẫn hiểu bình thường đâu nó đi với lại cái con tàu hỏa thì nó là cái bục nhé rồi và through which qua đó thì những cái người mới họ sẽ đi đấy. nice dog harry called a tall boy with dreadlocks thanks lee said harry grinning as series wagged his tail frantically chó đẹp đấy harry một cái cậu bé rất là cao gọi với uh, qua phía của harry và cậu bé và cái cậu bé đói nó có những cái lọn tóc xoăn, Nhà, cái dreadlocks ở đây là những cái lọn tóc xoăn này. cảm ơn nhé, Lee, uh, harry nói và cười nhăn răng ra khi mà trong cái lúc đó thì Sirius vẫy cái đuôi của mình một cách nó um, uh, sốt sắng. đấy một cách nó gọi là kiểu làm sao nhỉ, uh, một cách điên cuồng, Nhà, vẫy đuôi một cách điên cuồng. rồi chúng ta sẽ có cái từ này, từ wag, uh, từ wag nó có nghĩa là kiểu vẫy đặc biệt khi mà nó đi với một cái thứ gì mà kiểu cái, cái 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 bề mặt của nó hẹp nhá, đặc biệt là cái đuôi ví dụ như thế này, đúng không? Vẫy vẫy cái đuôi, wag his tail và frantically cái mức độ của nó kiểu rất là sốt sắng xong rồi là nó cuống cuồng, đấy. Bởi vì con chó ấy, ông Sirius thì lâu rồi ông mới mới được ra khỏi nhà, thế cho nên là bây bây giờ ông ấy ra cái nơi này đúng không? Ông ấy tiếp xúc với người ta thì ông ấy rất là mừng, cuống cuồng lên. Oh good," said Mrs. We uh, said Mrs. Weasley, sounding relieved. Here's Alastair with the luggage. Look. Oi, uh, ta ơn rồi và bà Weasley bà ấy nói bà ấy nghe có vẻ cực kỳ là uh, nhẹ nhõm và đây là Alastair với những cái hành lý đây với cái cái hành lý của chúng ta đây rồi nhìn kia. Uh, sounding, nữa tức là nghe có vẻ cái lời nói của bà ta như thế. đấy và um, luggage hành lý đó hành lý. Alastair chính là cái ông Moody nha, cái ông mà có cái con mắt ma thuật á. Đấy, ông ấy đem theo hành lý đến đây mà, được không? A uh, porter's cap pulled over his mismatched eyes, Moody came limping through the archway pushing a cart full of their trunks. À uh, porter's cap à từ từ một cái mũ một cái mũ thủ thủy thì à, nó được đội rất là không phải. Sorry, không phải là mũ thủ thủy. Chính xác hơn là kiểu một cái porter's cap à Mình phải xem xem là cái mũ này nó là cái mũ gì đã Đây này, một cái mũ không phải là thủ thủy thủ, Thủy thủ mà là cái mũ um, Giống người soát vé đúng không Đấy, cái gọi là cái, cái porter's cap nhá Cái mũ như thế Thì nó được kéo rất là thấp Qua cái con mắt, cái đôi mắt của ông Moody Đấy. Ông Moody, ông ta đang đi đến và đang gọi là lãnh tha lãnh thảnh, tập ta tập tĩnh đi đến qua cái đường mái vòm, đẩy theo một cái xe mà nó chứa đầy những cái hòm, những cái dương của họ, những cái dương đựng đồ đi học của họ. Thì cái từ ở đây này, mismatched, tức là một thứ gì mà nó không có trùng khớp với nhau. Đấy, và đây là kiểu đôi mắt của ông ta, một bên là mắt uh, bằng máy, một bên là mắt người, ấy, thế cho nên gọi là mismatched, nhá, mismatched eyes limp limp chính là cái từ nó gọi là đi một cách tập tĩnh bởi vì đúng ra là ông này ông ấy bị què mà đúng không ông ấy bị mất một chân đấy thế cho nên ông phải limp rồi archway cái đường mái vòm này cart chính là cái xe đẩy các bạn đi siêu thị ấy, thì nó gọi là cái cart rồi full of trunks đúng không toàn là những cái dương đựng đồ đi học của các cái bạn harry với lại ron với hermione ấy. đấy ông ấy đi qua cái mái vòm đó All okay, he muttered to Mrs. Weasley and Tongs. Don't think we were followed Ở tất cả mọi thứ ổn chứ Ông ta nói thầm với lại bà Weasley và Tom Tôi không nghĩ là chúng ta bị bám theo đâu All right. Seconds later Mr. Weasley emerged onto the platform With Ron and Hermione They had almost unloaded Moody's luggage cart When Fred, George and Ginny Turned up with Lupin Một vài giây sau đó Thì bà ông Weasley xuất hiện trên cái bục Sân ga cùng với lại Ron và Hermione Họ gần như đã có thể từ từ họ đã gần như gỡ hết tất cả những cái hành lý trên cái xe đẩy của Moody ra khi mà Fred, George và Ginny xuất hiện cùng với lại Lupin. Rồi, rồi cái luggage, cái luggage cart đúng không? Chính là cái xe đẩy, hệ xe đẩy hành lý. Còn had almost tức là đã gần như có thể ăn lấu được hết tất cả những cái đồ đấy ra. Thì cái từ load nó là nạp vào, tải lên đúng không? Tải lên, nạp vào thì ăn lâu tức là mình gỡ xuống được chưa? đấy mình ăn lâu tức là mình gỡ xuống. No trouble. Uh, growled Moody. Nothing said Lupin. It'll still be uh, it'll 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 still be reporting Sturgis to Dumbledore. Said Moody. That's the second time he's not turned up in a week. Getting as unreliable as Ờ uh, Không có vấn đề gì chứ. Ông Moody, ông ấy gầm gừ, ông ấy hằn giọng, ông ấy nói không có gì đâu. À, Lupin trả lời này à, dù gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ phải báo cáo về cái vụ việc ông Sturgis cho thầy Dumbledore Lupin à Moody nói đó là cái lần thứ hai mà ông ta đã không xuất hiện trong cả một tuần nay rồi à, ông ấy đã trở nên rất là kiểu khó tin không đáng tin như là mendergus à, cái từ growl này này nó coi là gầm gừ hoặc là cái từ hằn giọng nhé chúng ta kiểu như kiểu đấy rồi I still be reporting đúng không? Tức là nói đến một việc mà xảy ra đang xảy ra trong tương lai. Đấy tại cái thời điểm đó thì lúc đấy tôi vẫn đang cần phải báo cáo cho thầy Dumbledore Đấy. Turn up nó giống từ show up á, tức là xuất hiện, thể hiện lên đúng không? Unreliable, không đáng tin. Không đáng tin như là Managers. Well, look after yourselves, said Lupin, shaking hands all around. Uh, he reached Harry last and gave him a clap on the shoulder. You too, Harry, be careful. Ờ, uh, hãy cẩn thận nhé, Lupin nói và bắt tay tất cả những người xung quanh. Uh, Lupin tiến đến chỗ của Harry cuối cùng và sau đó thì vỗ cậu ta vào vai một cái. Cháu cũng thế nhé, Harry, hãy cẩn thận. Look after đúng không? Tức là kiểu nhìn phía đằng sau mình thôi, canh chừng ấy, tự gọi là cẩn thận. Nhìn trước nhìn sau. All all around ở đây này, ấy thì nó giống cái từ all around hoặc là all about thì tức là nó nói đến cả cái phạm vi xung quanh. Đó, thì người Anh ấy thường người ta sẽ rút cái từ around thành cái từ round. Đấy là cái cách để mà diễn đạt ngôn ngữ của người Anh thôi. Ok và tiếp theo cái từ clap tức là vỗ. Đấy đặc biệt khi mà các bạn dùng cái lòng bàn tay ấy, vỗ vào nhá, vỗ. Nó có thể là vỗ tay hoặc là vỗ trên cái bờ vai như thế này. Đấy. Be careful, cẩn thận nhá. Yeah, keep your head down and your eyes peeled, said Moody, shaking Harry's hand too. And don't forget, all of you, careful what you put in writing. If in doubt, uh, if in doubt don't put it in a letter at all. Ờ đúng đấy, hãy cứ cảnh giác và luôn luôn phải dè chừng mọi thứ xung quanh. Moody nói, cũng bắt tay Harry. Và đừng có quên, tất cả các em, đừng có quên là hãy cẩn thận về cái thứ mà các em viết trong các cái lá thư của mình. Nếu như mà có sự nghi ngờ thì đừng có viết thư, đừng có hề viết thư. Rồi keep your head down thì nó là cái từ ấy luôn luôn phải các bạn sẽ dịch ra là cúi đầu đúng không? Đấy, nhưng mà thực tế ra keep your head down ấy đó là chúng ta phải luôn luôn tập trung nhá, keep your head down. Đấy tức là luôn luôn phải focus. Đấy, luôn luôn phải để ý được chưa? Ý của nó là pay attention đó. Đấy, rồi và uh, your eyes peeled cái từ peel này này nó có nghĩa là lột cái phần bên ngoài ra đấy và lúc ý của nó ấy, có nghĩa là kiểu mắt lúc nào cũng phải căng ra để ra mắt lúc nào cũng phải căng ra để mà watch out để mà cẩn thận mọi thứ đấy, keep your eyes peel nó có hai cái cách diễn đạt nhá keep your eyes uh, Peeled peel đó rồi cảnh giác đúng không cảnh chừng xong rồi là luôn luôn phải phải phải, phải tập trung vào mọi thứ mọi việc ok và Careful what you put in writing, hãy cẩn thận về cái thứ mà các em viết trong cái lá thư của mình này. Nếu mà in doubt, nếu mà trong cái sự nghi ngờ thì đừng có viết thư. Yeah. Rồi tiếp theo này, uh, It's been great meeting all of you, said Thongs, hugging Hermione and Ginny. We'll see you soon, I expect. Uh, thật là tuyệt vời khi mà gặp tất cả, gặp gỡ tất cả các em. Thongs nói và ôm Hermione với lại Ginny. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Đấy. Uh, chị à. Chị nghĩ là như thế À không chính ra là cô nghĩ là như thế Bởi vì bà này bà ấy phải gọi là Em của Sirius mà Thế cho nên là nó sẽ là kiểu cô đúng không Cô nghĩ vậy Đấy, Cô cô kỳ vọng thế Cái từ uh, meeting all of you đúng không Thật là tuyệt vời khi mà gặp gỡ tất cả uh, Các bạn ở đây Tất cả các em ở đây Nó sẽ là uh, it has been Đó, Hoàn thành Tính theo cái thời điểm uh, nói Theo một cái quá trình tính đến thời điểm nói A warning whistle sounded. The students still on the platform started hurrying onto the train. "Quick, quick," said Mrs. Weasley distractedly, hugging them at random and catching her Harry twice. Một cái tiếng còi cảnh báo thì nó vang lên, tất cả những học sinh đang đứng trên cái bục sân ga thì bắt đầu vội vã đi lên con tàu. "Nhanh lên, nhanh lên," bà Weasley nói một cách lơ đễnh, ôm tất cả bọn họ Uh, một cách ngẫu nhiên và sau đó thì ôm Harry đến tận hai lần. Nào, có cái từ này nhá, đó là từ whistle. Đấy, danh từ nó là cái còi. ở đây trong văn cảnh này nó là tiếng còi. Đó, tiếng còi. Uh, on the platform thì cái con tàu ấy bao giờ nó sẽ được cao hơn so với lại cái mặt phẳng mà chúng ta đi vào, đúng không? Vì vậy cho nên nó gọi là cái bục Đấy, để mà lên sân ga. Đây là cái bục này này, cái platform đó rồi distracted tức là bà ấy nói nhưng mà bà không hề để ý đến cái lời nói của mình đúng không? Bà ấy đang bị mất tập trung, lơ đễnh. Uh, catching Harry twice ôm Harry tận hai lần. Right, be good. Uh, if you've forgotten something, uh, we'll send it on. On to the train now, hurry. Viết thư nhé, hãy uh, cư xử tốt nhé. Nếu như mà các con quên bất cứ cái gì thì bọn uh, từ từ thì thì bọn ta sẽ gửi vào. Uh, bây giờ thì lên tàu đi Nhanh lên, nhanh lên nào Đó, be good ở đây ấy, Ý của nó là cái hãy cư xử tốt Hãy ngoan nhé Đúng không? Hãy ngoan nhé Send it on thì đấy có nghĩa là kiểu gửi theo thôi Gửi theo cái chuyến tàu này thôi Rồi on to, a, on to the train Khi mà cái từ on to uh, nó, nó giống như kiểu là chuyển từ bên này và bên kia ấy, Giữa hai cái nơi trốn á Và nó sẽ là đi trên Đúng không? Đi trên và di chuyển vào thì đấy nó sẽ sử dụng cái từ on to Rồi còn nếu mà into thì tức là uh, Di chuyển trong Nên Nó đi từ bên trong cái này sang bên trong cái kia Còn đây là từ trên đúng không? Nó đi theo cái trạng thái trên Cái từ on to nó là như thế Khi mà lên tàu thì các bạn phải là on to Cũng như là lên máy bay Nó cũng sẽ dùng cái từ on to Rồi For one brief moment The great black dog reared onto his hind legs And placed his front paws on Harry's shoulders But Mrs. Weasley shoved Harry away toward the train door hissing. For heaven's sake, act more like a dog serious. Trong một cái khoảnh khắc thoáng chốc, cái con chó rất là to đứng bên cạnh Harry thì nó đứng bằng hai chân sau của nó và nó đặt hai cái chân trước của nó lên vai của Harry. Nhưng mà bà Weasley thì đẩy Harry ra xa hướng về phía con tàu và không hướng về phía cánh cửa con tàu và dít lên. Ôi giời ơi, hãy cư xử như là một con chó đi, serious Thì kiếp từ brief moment ở đây Tức là cái khoảnh khắc mà nó rất là thoáng qua Đấy, nó ngắn ngủi thôi, brief Rear, bình thường nó là cái phía đằng sau Rear là phía đằng sau nha Và nếu như mà chúng ta gọi là dùng ở dạng động từ Tức là lùi lại phía đằng, phía đằng sau Đúng không? Hoặc là cái tư thế nó sẽ dựng người về phía đằng sau Đấy, nó dùng từ rear ở đây là như vậy Ngoài ra mình có thể sử dụng cái từ rear theo cái hướng nó gọi là chăm sóc hay là nuôi nấng một ai đó. Child rearing đó. Đó, nó giống cái từ raise, à, tức là nuôi nấng người ta. Ok, và đây là kiểu đứng dựng về phía đằng sau này. Hind nó giống cái từ behind. Đấy và nếu mà kiểu cộng với lại một cái tứ chi đằng sau đúng không? Cộng với chân tay các thứ thì đó cái chân đằng sau. Chân đằng sau. có đây front paws, chân trước này. Nhá, chân tra, chân sau, chân trước nó là như thế. Còn cái từ paws Từ paws đặc biệt những cái con thú mà nó có cái đệm mút chân ở phía dưới Thì người ta sẽ sử dụng từ paw để mà nói đến những cái con đấy Đó Chân Đó, chân mà thường những cái con vật có đệm mút ở phía dưới chân nha Ví dụ con mèo con chuột Chuột hay là con con chó Thì đấy gọi là cái paw của nó Rồi Shove chính là đẩy đấy nhá Đẩy away tức là đẩy về phía đằng xa này His chính là bài dít lên For heaven's sake, giống kiểu oh my god. Nếu còn act, tức là xử sự, cư xử giống như con chó đi, serious. Uh, See you, Harry called out uh, of the open window as the train began to move. Uh, while Ron, Hermione and Ginny waved beside him. Hẹn gặp lại nhé, Harry gọi với qua cái cánh cửa sổ đang mở khi mà con tàu nó bắt đầu di chuyển. Trong khi đó, Ron, Hermione và Ginny vẫy bên cạnh Harry. Đấy, đứng bên cạnh và vẫy vẫy tay. Cái từ beside nó không có s như thế này thì các bạn nên hiểu là bằng với từ next to Đấy, nói về vị trí. Đấy, yeah. Còn nếu mà beside mà nó có s thì tức là để mà chúng ta đưa ra thêm một cái quan điểm khác này nó bằng từ in addition to rồi. Ok, còn đây còn đứng bên cạnh Harry này và vẫy tay. The figures of Tongs, Lupin and Moody and Mrs and Mr and Mrs Weasley shrank rapidly but the black dog was bounding alongside the window uh wagging his to the wagging is tail cái bóng hình của Thongs và Lupin với lại Moody cũng như là ông bà Weasley thu nhỏ rất là nhanh nhưng mà cái con chó đen thì nó đang bật nhảy uh, dọc theo cái cánh cửa sổ nó đang vẫy đuôi của nó đang vẫy cái đuôi của nó cái figure tức là cái hình dạng hoặc là cái um, hình bóng của một ai đó Đấy, chúng ta còn có thể hiểu đó là nhân vật nữa Đấy, đây là hình bóng nhé, hình bóng của người ta này Shrink, quá khứ từ shrink tức là thu nhỏ đúng không? Và rapidly tức là một cách rất là nhanh Bounding, thì cái từ bound nó là nảy Đấy, hoặc là kiểu trồm lên Được, Đấy, nó giống kiểu quả bóng ấy, chúng ta nên hình dung là như thế Và alongside tức là hai cái chiều nó song song với nhau Nó dọc theo cái cánh cửa sổ Right. Rồi wagging his tail, đúng không? Vẫy đuôi của nó. Blurred people on the platform were laughing to see it chasing the train. And they, and then they turned the corner, and Sirius was, and Sirius was gone. Uh, những cái người mà bóng hình nó mờ mờ trên cái bục sân ga thì đang cười khi mà nhìn thấy con chó nó đang đuổi theo con tàu. Và sau đó thì họ rẽ sang một cái góc và rồi Sirius cũng biến mất. Tức là cái con tàu ấy chúng ta nên hiểu là cái con tàu nó dễ Khoan đã Con tàu những người như kiểu là Harry với lại Ron với Hermione đang ngồi trên tàu ấy rẽ sang một cái góc khác Thế cho nên là Sirius bị khuất đúng không? Bị bị mất cái tầm nhìn đấy, Không còn ở đấy nữa Blurred people à, Nó dùng từ blur ở dạng ED đúng không? Tức là đã bị làm mờ Bởi vì là cái chiều dài, cái độ dài con tàu nó đã đi được á Đấy, và đây là trên sân ga nhá cái từ platform tức là sân ga hay là cái bục để mà chúng ta đi vào con tàu đấy. rồi chasing the train đúng không tức là đuổi theo con tàu này khi mà nhìn thấy con chó đấy nó đuổi theo con tàu và sau đó thì họ tức là những người trên tàu rẽ vào một hướng và serious thì đã biến mất he should have come with us uh, said harmony in a worried voice oh lighten up said ron he hasn't seen daylight for months poor uh, bloke ui đáng lẽ ra chuối ấy không nên đi cùng với chúng ta. Hermione nói trong một cái giọng rất là lo lắng. Thôi nào, giãn uh, ra đi. Ron nói, chuối ấy đã không nhìn thấy ánh sáng ban ngày trong rất là nhiều tháng rồi. Quả là một uh, cái từ từ. Quả là một người khốn khổ. Rồi, thì đây chúng ta có từ worried voice đúng không? Tức là kiểu một cái giọng nói mà nó đang thể hiện sự lo lắng. Phải có ed ở đây nhá, để mà nói đến cảm xúc của Hermione còn nếu mà nó có vấp in ấy à, thì tức là nó nói đến cái tính chất khiến cho người khác cảm thấy như thế nào đó nó không phải là worrying voice bởi vì nếu mà worrying voice thì tức là khiến người ta nghĩ rằng là à, khiến người khác à, có cái sự lo lắng rồi đúng không còn đây worry tức là nói đến cái cái chính bản thân con bé Hermione này này thế cho nên nó dùng từ worried All right. rồi lighten up thì cái từ này này light là ánh sáng và lighten tức là kiểu tỏa sáng đúng không hay là thắp sáng. À nhưng mà nghĩa bóng của nó có nghĩa là kiểu thôi vui vẻ lên vui tươi lên daylight ánh sáng ban ngày còn từ block nó bằng từ block nó bằng từ guy đấy quả là một gã khốn khổ đúng không hay là kiểu một một người đàn ông ấy, uh, khổ bởi vì bị nhốt trong nhà rất là lâu rồi mà tên chuyện là harry potter em ơi well said fred clapping his hands together Can't stand around chatting all day. We've got business to discuss with Lee. See you later. Uh, and he and George disappeared down the corridor to the right. Uh, Fred nói này và vỗ hai bàn tay của cậu ấy vào với nhau. Không thể đứng mãi ở đây được để mà nói chuyện. Uh, bọn anh có công việc phải bàn với lại Lee. Hẹn gặp lại các em sau nhé. Và anh ta với lại George biến mất đi xuống cái hành lang của con tàu về phía bên phải clapping his hands together đúng không? Đấy, kiểu vậy. Đọc comment của em á. Comment nào em ở phía bên trên à? Không lướt lên có thể comment gì đâu em. Không không thấy em, em comment lại cái đấy nhá. Chắc nó bị miss hoặc là kiểu nó bị trôi. Lướt lên lướt lên mãi không thấy. Stand around chatting all day từ từ stand around chatting all day đúng không? Không thể nào mà đứng mãi loanh quanh ở đây xong rồi là nói chuyện cả ngày được. Có business, tức là kiểu có việc, có công việc. Đấy, down the corridor tức là đi xuống cái hành lang này, rẽ vào phía bên phải. The train was gathering still more speed so that the houses outside the window flash past and they sway where they stood. Cái con tàu thì nó đang uh, tăng dần tốc độ của nó. Thế cho nên là những cái ngôi nhà bên ngoài cánh cửa sổ của con tàu thì nó cứ thế nó vụt qua. Và họ thì lắc lư Những người đứng trong tàu thì lắc lư Nơi mà họ đang đứng uh, Gather Nó là cái từ tích tụ Đúng không? Hay là kiểu như co cụ Sưu tập, gom Tất cả những thứ đấy lại Nhưng mà khi mà nó đi với speed á Thì tức là nó đang tích thêm tốc độ, nó đang tăng tốc nhé Flash Tức là ánh đèn hay là ánh sáng mà nó vụt qua Nó lé sáng một cái đấy, Và đây là kiểu nó vụt qua này Còn sway thì tức là ngả ngư ngả nghiêng lắc bên này lắc bên kia đấy nó gọi là lắc lư cái gì vô kép 24.000 24.000 là thụ động em ơi vô kép thụ động em ơi thụ động ấy tức là uh, cái khả năng sử dụng của em ấy nó chỉ được tầm khoảng 20 phần trăm của cái tất tần tật thôi đấy tức là xem là 27.000 mà em chia ra thì đấy 20 phần trăm nhé có thể coi như là active được cái vô kép đó rồi, con thực tế em nhầm rồi, là một người bản xứ là nó phải là tầm khoảng 30 cho đến 35 nghìn g À, em bảo là đứa bảy, 17 tuổi á? À? Ok, ừ, hợp lý. Uh, shall we go and find a compartment then? Harry asked Ron and Hermione. Ron and Hermione exchange looks. Uh, said Ron. Chúng ta có nên đi và tìm một cái khoang tàu không nhỉ? Uh, Harry hỏi Ron với lại Hermione này. Ron và Hermione thì nhìn nhau không biết nói gì. Uh, Ron nói, cái từ shall we ấy, nó có nghĩa là kiểu đưa ra một cái lời mời, nhà yeah, chúng ta có nên làm như thế này không? cái còn compartment tức là kiểu một cái khoang tàu. Bình thường thì từ này nó còn có nghĩa là kiểu một cái một cái um, cốp, nhá, yeah, một cái cốp cốp xe hoặc là kiểu cốp uh, ô tô, ấy, chúng ta có thể gọi là compartment cũng được. Rồi nhưng mà đây thì trong cái con tàu nó là cái khoang tàu, exchange tức là trao đổi đúng không? Hai đứa nó nhìn nhau này. Uh, well, we're well, Ron and I are supposed to go into the prefect carriage. Hermione said awkwardly. Uh, bọn tớ, Ron với tớ thì thì um, sẽ đi đến cái khoang dành cho những huynh trưởng. Hermione nói một cách vô cùng là kỳ cục. be supposed to do something tức là theo một cái theo một cái tính chất vốn dĩ. Vốn dĩ là bọn tớ sẽ phải đi đến cái khoang cái cái cái, cái khoang tàu dành cho những huynh trưởng. Cái từ prefect là cái từ mà nó chỉ dùng trong cái thế giới phù thủy này thôi. Thế còn carriage tức là cái nó có thể là cái cỗ xe. Đó, hoặc là cái khoang này hoặc là cái, cái 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 cabin. Đó, chúng ta đi cái uh, ô tô ấy thì nó sẽ có cái cabin ở đằng trước. Cái đấy nó cũng thể được gọi là cái carriage. Rồi. Awkwardly tức là một cách rất là kỳ cục này. Ron wasn't looking at Harry. He seemed to have become intensely interested in the fingernails on his left hand. Ron thì đang không có nhìn về phía của Harry Cậu ta có vẻ là đang À, có vẻ là đã trở Có vẻ là đã cảm thấy vô cùng là thích thú Với lại những cái móng tay Ở phía bên tay trái của mình <laughs> Em em 7.0 thì nên giải từ bộ cam nào Nói chung là bộ cam bây giờ thì Nếu mà có em Nếu mà có thời gian thì em cứ làm từ cam 10 thôi Còn nếu không có thời gian thì từ cam 13, 14 trở đi Now, fingernails đúng không? Cái móng tay nha móng tay còn intensely interested in thì nó có nghĩa là một cách rất là dữ dội mãnh liệt đấy hứng thú một cách rất là mãnh liệt với lại cái ngón tay của cậu ấy cái móng tay của cậu ấy oh said Harry right fine I don't think we'll have to stay there all journey said Hermione quickly or later said we just get instructions from the head boy and girl and then patrol the corridors from time to time oh được rồi, ổn thôi, Harry nói. Tớ không nghĩ là chúng tớ sẽ phải ở đấy xuyên suốt cái hành trình đâu, Hermione nói rất là nhanh này. Lá thư của chúng tớ nói rằng chúng tớ chỉ chúng tớ chỉ cần có được những cái chỉ dẫn đến từ những cái người trưởng đoàn nam và nữ và sau đó thì sẽ đi tuần xung quanh những cái hành lang um, xuyên suốt con tàu đó kiểu thi thoảng thì sẽ đi tuần xung quanh những cái hành lang của những cái con tàu không của cái con tàu này. Rồi thì cái từ instructions ở đây là những cái sự chỉ dẫn, những cái lời chỉ dẫn. Đó, Patrol nhá, thì danh từ nó là cái đội tuần tra, còn ở dạng động từ tức là đi tuần. From time to time tức là sometimes, đấy theo kiểu là thi thoảng. Thi thoảng thì sẽ phải đi tuần. Fine, uh, uh, set Harry again. Well, I might see you later then. Yeah, definitely, said Ron, casting a shifty, anxious look at Harry it's a pain having to go down there. I rather, but we have to. I mean, I'm not enjoying it. I'm not Percy. He finished definitely. Được thôi, Harry nói một lần nữa. Um, được rồi nhé, tớ sẽ gặp lại các cậu sau nhé. Ừ, chắc chắn rồi. Ron nói, có một cái nhìn mà nó đầy lo lắng và lén lút về phía của Harry. Thực sự nó rất là phiền toái khi phải xuống đó. Tớ thà là. Nhưng mà chúng tớ phải làm như vậy Ý của tớ là tớ không thích nó đâu Tớ không phải là Percy Cậu ta kết thúc lời nói của mình một cách Từ từ một cách rất là là chống chế Nào mình sẽ có cái từ đó là Từ shifty look Ở đây chính là cái nhìn ấy Mà nó kiểu không dám nhìn trực diện Bởi vì cái từ shift Nó có nghĩa là di chuyển, dịch chuyển Đấy đó. thế cho nên shifty ấy Tức là nó cứ thế nó liếc bên này Liếc bên kia, nó không dám nhìn thẳng Đó shifty look nó là như vậy nhớ nhá nó bắt nguồn từ từ shift rồi còn cast thì đó là kiểu chiếu một thứ gì đó ra đằng trước thì đây có phải là kiểu chiếu một cái ánh nhìn không Đấy, có một cái ánh nhìn đấy còn anxious thì đó là lo lắng it's a pain tức là nó là một cái điều cực kỳ là phiền toái khó chịu này đấy khi mà phải đi xuống đó rồi rather do something than something thì nó có nghĩa là thà là làm cái gì thay vì cái điều còn lại Yeah. Rather do something than something. Đó. Thà là làm cái này còn hơn cái kia. Đấy thì ở đây nó nói rằng là tớ thà là đi với cậu. Đấy, nhưng mà chúng tớ phải đi xuống đấy. Defiantly tức là một cách nó cực kỳ là là kiểu chống đối á, hay là muốn cãi lại một ai đó. Bởi vì nó dựa từ cái từ defy. Đấy tức là chống lại. Được yeah. không? Thì đấy từ defiantly ở đây tức là cái lời nói của Ron ấy nó cực kỳ là kiểu muốn uh, chống chế. I know you're not, said Harry, and he grinned. But as Hermione and Ron dragged, to the drag their trunks, Crookshanks and a cage pig region off toward the engine end of the train, Harry felt an odd sense of loss. Tớ biết là cậu không phải là Percy mà. Harry nói và cậu ta cười nhăn răng ra. Đấy. Nó gọi là nhuyễn miệng cười nhỉ. Đấy. Cười nhăn răng này, cái từ grin nó là như thế nhưng mà khi mà Hermione với lại Ron kéo lê cái hòm của mình, Cúc con mèo và một cái con cú đựng trong lồng Pigwidgeon rời đi về phía động cơ phía cuối của con tàu thì Harry cảm thấy một cái cảm giác mất mát rất là lạ lùng. Thì chỗ này chúng ta sẽ có từ as tức là khi mà một cái việc gì đó nó diễn ra nó giống từ while nó giống từ while khi mà Đấy, drag tức là kéo lê đúng không, their trunks tức là cái dương đựng uh, sách vở xong rồi là các cái quần áo của họ a Caged, pig vision Tức là cái con cú pig vision nó đã được đựng trong lồng Từ cage nó dùng để mà bổ nghĩa cho cái danh từ đằng sau Đó, Cái engine ở đây là cái động cơ và đây là cái phía Phía động cơ đuôi tàu nhá, Của cái con tàu này An odd sense of loss Loss là sự mất mát Đấy sự mất mát dùng một dạng danh từ nha và đây là kiểu cảm giác mất mát. He had never traveled on the Hogwarts Express without Ron. Come on, Ginny told him. If we get on a move, từ từ, if we get a move on, we'll be able to save them places. Cậu ta chưa bao giờ đi trên cái con tàu tốc hành Hogwarts mà không có Ron. Đi nào, Ginny nói với cậu ấy, nếu như mà chúng ta get a move on, tức là nếu mà chúng ta đi nhanh, di chuyển thì chúng ta sẽ có Thể giữ lại cho họ những cái ghế ngồi đấy Rồi Thì uh, có cái từ nào nhỉ Get a move on Thì cái từ move on này này Nó là cái sự nó gọi là tiếp tục uh, Tiếp tục di chuyển hay là kiểu tiếp tục tiến lên yeah. Đấy và nếu mà kiểu nếu chúng ta tiếp tục Thì chúng ta sẽ có thể đúng không Save them places Giữ lại cho họ những cái ghế ngồi Những cái vị trí để mà ngồi Rồi Right said Harry Picking up Hedwig's cage in one hand And the handle of his trunk in the other They struggled off down the corridor, peering through the glass panel doors into the compartments they passed. Được rồi, Harry nói và nhặt lên cái cái lồng của con Hedwig bằng một tay và cái tay còn lại thì cầm vào cái um, cái tay nắm của cái dương cậu ta đang kéo theo. Họ chật vật đi xuống cái hành lang của con tàu, nhìn hé qua những cái ô cửa kính mà từ từ nhìn quẹ nhìn hé qua những cái ô cửa kính của những cái khoang tàu mà họ đi qua which were already full đấy, những cái khoang tàu mà nó đã chật kín người ở trong đó nào mình sẽ có cái từ đó là in one hand đúng không tức là trong một tay bằng một tay đấy và the other đây tức là cái tay còn lại đấy, cái phân biệt ở đây chúng ta sẽ có nhá nếu như mà có hai thứ ấy, thì cái a and the other tức là cái còn lại cái duy nhất còn lại trong cái tập hợp có hai thứ đó. cái handle ở đây tức là cái danh từ nó gọi là cái tay cầm của cái dương, đó, của cái dương của cái hòm mà cậu ta kéo theo. rồi struggle danh từ là chật vật ở dạng động từ tức là làm một việc gì đó rất là khó khăn. Đó. peer động từ tức là nhìn hé, nhìn hé khi mà đằng trước nó có vật cản, đó, nhìn hé qua này, những cái cánh cửa này, có những cái ô kính. chúng ta phải hiểu là panel ở đây này, panel đó một cái cánh cửa nó sẽ có rất là nhiều panel đấy nó gọi là cái ô á và đây là à mỗi một ô thì nó được lớp kính là nó được lát kính ở trong đó rồi vào những cái khoang tàu mà họ đi qua những cái khoang tàu mà nó đã chật kín người Harry could not help noticing that a lot of people stared back at him with great interest uh, and that several of them nudged their neighbors and pointed him out Harry không thể cưỡng được cái việc đó là để ý đến Rằng là rất là nhiều người đang nhìn chằm chằm về phía của cậu ấy Với những cái sự hứng thú cực kỳ là tột độ đấy, Và rằng một vài người trong số họ Thậm chí còn huyết hiểu tay những cái người ngồi bên cạnh Và chỉ về phía của cậu ta Rồi, nào có cái từ gì nhỉ uh, Could not help noticing Tức là mặc dù ấy, mình nhận thức được cái việc đấy, đấy Nhưng mà nó xảy ra theo một cái trạng thái vô điều kiện đó, Nó vẫn xảy ra Đấy, mình không thể nào mà help được, mình không thể nào mà kiểm soát được, nó gọi là cái gì nhỉ, à, miễn cưỡng à, cũng không hẳn đấy mà nó phải là kiểu một cách vô tình là cũng không hẳn, mình không biết về dịch cái từ này nó như thế nào các bạn ạ, từ từ mình phải xem xem là Google nó sẽ đưa ra cái tiếng Việt của nó là gì nhá, meaning đúng không? Right không thể nào tránh được cái việc đó. Đấy nó chỉ có một ý nghĩa như thế thôi, không thể nào mà tránh được thôi. Chứ còn uh, dịch ra tiếng Việt thì gần như rất là khó. Rồi các bạn cứ thấy là cái cấu trúc của nó ấy, đó là could not help doing something. Ừ. Rồi stare ở đây tức là kiểu nhìn chằm chằm ngược về phía của cậu cậu ta này, về phía của cậu ta với sự hứng thú đúng không? Rất là tột độ. And that ở đây á. Nào, cái từ noticing that đây chính là cái z một và đây là cái z 2 nó gọi là cái cấu trúc uh, mệnh đề um, danh từ song song có hai cái z đó nếu mà bạn nhiều bạn không có vững ngữ pháp ấy thì nhìn chỗ này sẽ không hiểu được vì sao lại có từ z ở đây đâu nhé z một này z 2 này đằng sau nó phải cộng với s cộng v rồi nudge đó là cái uh, hành động mà chúng ta huyết hiểu tay nhé Huyết hiểu tay về người hàng xóm tức là cái người ngồi bên cạnh ấy và chỉ về phía của harry này After he had met this behavior in five consecutive carriages, he remembered that the Daily Prophet had been telling its readers all summer what a lying show-off he was. Sau khi mà cậu ta đã nhìn thấy cái hành vi này trong xuyên suốt năm cái khoang tàu liên tiếp thì cậu ta nhớ lại rằng cái tờ nhật báo Tiên tri đã nói với lại những cái người những cái người độc giả của nó xuyên suốt mùa hè này rằng là cậu ta là một cái người thích thể hiện và hay nói dối. Right. nào thì có cái từ behavior met cái behavior đúng không tức là kiểu đã gặp gỡ đã nhìn thấy cái hành vi này xuyên suốt năm cái khoang tàu nhé cứ đi qua là lại nhìn thấy mấy cái hành vi kiểu tương tự như thế consecutive consecutive nó giống cái từ successive đó là nói về cái trạng thái liên tiếp đó liên tiếp năm khoang tàu liên tiếp rồi cái tờ Nhật Báo Tiên Tri thì nó đã nói với lại mọi người rằng là Harry ấy là một cái kẻ mà thích khoe khoang hay luôn luôn kiểu bịa chuyện ra để mà gây sự chú ý cho người khác. Thế cho nên gọi là show off. Dùng dạng danh từ. Tức là một kẻ thích khoe khoang. Rồi, what a lying show off. Đúng không? Quả là một cái người hay khoe khoang nói dối như thế nào? He wondered bleakly uh, whether the people now staring and whispering believed. Believe the stories. Cậu ta đang tự hỏi một cách vô cùng là giàu dĩ liệu rằng những người mà bây giờ đang nhìn chằm chằm và đang thì thầm với nhau có tin vào những cái câu chuyện trong tờ báo hay không? Rồi, nào có cái từ ở đây ấy, đó là weather Cái này khó này. Tức là liệu có hay không, cái liệu cái việc đấy nó có xảy ra hay không, nó có thể đi kèm với từ on not nữa. Đấy, nhưng mà ở đây thì nó bỏ đi, bỏ đi vẫn được nhé. Đấy, và tự hỏi một cách vô cùng là giàu dĩ ảm đạm cái từ bleak tức là cái màu sắc của nó nhạt màu nhạt nhòa Đấy là nghĩa đen còn nghĩa bóng thì tức là nó nói đến một thứ gì mà nó rất là ảm đạm đó dầu dĩ buồn dầu đấy thì thế cho nên nó mới gọi là kiểu tự hỏi một cách rất là buồn mà suy nghĩ trong đầu ấy liệu rằng những người đấy có tin tưởng cái câu chuyện đó không in the very last carriage they met neville longbottom Harry's, uh, Harry's fellow uh fifth year Gryffindor, his round face shining with the effort of pulling his trunk along and maintaining a one-handed grip on his struggling toad, Trevor. Vào cái khoang tàu cuối cùng uh, thì họ gặp gỡ ne Neville Longbottom. Và đây là cái bạn cùng năm thứ năm của Harry ở nhà Gryffindor. Cái gương mặt tròn của Neville thì sáng lên với cái uh, nỗ lực đang kéo theo cái dương của cậu ấy và cố từ từ và có thể duy trì được một cái lực nắm này bằng một tay một cái lực bám bằng một tay với cái con cóc mà nó đang ở vùng vẫy của cậu ấy con cóc tên là Trevor có cái từ này nhé chủ yếu là phân tích từ thôi chứ còn dịch thì đôi khi nó sẽ không có mượt lắm đâu thì chúng ta thấy này cái từ fifth year đúng không tức là năm thứ năm nó dùng để mà bổ nghĩa cho cái từ Gryffindor đằng sau. Đấy, fellow. Fellow thì tức là một... Từ từ fellow mà cộng một danh từ ấy, tức là cái người đấy đi cùng mình hoặc là có cùng mục đích chức năng với mình. Đó, ví dụ các bạn có thể gọi là một cái fellow schoolmate. Tức là kiểu một người bạn cùng trường thôi. Right, à, schoolmate. Rồi, và đây là kiểu fifth year này, học sinh thứ năm đúng không? Danh từ Gryffindor. Shining, ánh sáng cái gương mặt ấy mà nó sáng lên tức là có rất là nhiều mồ hôi ở trên đấy. with the effort tức là cái nỗ lực để mà kéo theo cái trunk của mình, cái dương của mình. Đấy, one handed grip tức là một cái cú nắm, một cái lực nắm mà bằng một tay vào cái con cóc của cậu ta. Một tay thì đang giữ con cóc, Đó, chúng ta, chúng ta hình dung như vậy. Con cóc này nó đang struggling, tức là nó đang chật vật, nó đang vùng vẫy. Chúng ta phải hiểu là như thế nhé, cộng với một danh từ ấy tức là thứ đấy nó đang cực kỳ là dễ dụa rồi struggling toad con cóc cóc ghẻ hi harry he panted hi Ginny, everywhere's full i can't find a seat Ở chào harry cậu ta hồn hển uh, chào Ginny, tất cả mọi nơi thì nó đều đã chật cứng rồi Tớ không thể nào tìm thấy một cái ghế ngồi Đấy, uh, Pant, tức là thở hổn hển Thở hổn hển, quần quật quần quật uh, What are you talking about? Said Ginny, who had squeezed past Neville To peer into the compartment behind him. There's room in this one. There's only Looney Lovegood in here. Cậu đang nói cái gì vậy? Ginny nói người mà vừa mới um, chen đi ngang qua Nivo để mà nhìn hé vào cái khoang tàu phía đằng sau cậu ta có phòng ở trong này này hoặc là kiểu có cái khoảng trống ở trong này này uh, chỉ có mới từ từ chỉ mới có Looney Lovegood ngồi ở trong đó thôi đồng chí bạn cùng hướng nghiên cứu sinh, nó có thể dùng làm danh từ đứng riêng hoặc là nó bổ nghĩa cho một danh từ sau đó. đấy nhưng mà thường thì nó bổ nghĩa danh từ sau đó, ấy. kiểu một cái fellow uh, schoolmate đúng không hoặc là kiểu một cái fellow uh, comrade <laughs> kiểu đồng chí. Thôi là squeeze thì đó là kiểu ép, ép từ hai bên. Và ở đây trong văn cảnh này thì tức là nó đang chen nhá, nó đang lách người ấy đi qua level. để mà nhìn hé vào trong cái compartment, vào trong cái khoang tàu. Room ở đây nó không phải là phòng. Đấy mà nó phải là bằng với từ space tức là không gian, khoảng trống. Có khoảng trống ở trong này này. Rồi, tiếp theo, Loony thực tế là cái từ ấy, loony. Mình nhớ không nhầm từ loony này là từ nó gọi là ngớ ngẩn thì phải, một người mà hơi đáng trí. Đúng rồi. Đây này nó gọi là crazy hoặc là silly person đó, Một người mà hơi kiểu ngơ ngơ Ngơ, Đấy, loony uh, Neville mumbled something about Not wanting to disturb anyone Don't be silly, said Ginny laughing She's alright uh, She slid the door open And put her trunk inside it Harry Neville followed Neville lẩm bẩm cái thứ gì đó trong miệng Về cái việc là không muốn uh, Cản trở xen ngang vào cái việc của người khác Đừng có ngốc nghếch như thế Ginny nói và mỉm cười Không chính xác ra là cười lớn này à, Cô ấy ổn mà, cô ấy tốt mà Sau đó thì Ginny Trượt ngang cái cánh cửa Để cho nó mở ra và sau đó kéo cái dương của cô ấy Vào bên trong cái khoang tàu đó Harry với lại Neville đi theo sau Mumble nha, Tức là kiểu mấp máy trong miệng Đấy, Lầm bẩm Disturb một ai đó Tức kiểu mình cản trở cái công việc của người ta Đấy, mình khiến cho cái gì nhỉ? nó gọi là xâm lấn à? Không không, tiếng Việt nó gọi là cái gì? Cản trở thôi đúng không? Làm rối loạn hay là khiến cho ai đó ờ gây cản trở, gây trở ngại cho ai đó thì đấy gọi là disturb người ta nhé. Kiểu người ta đang xem tivi xong rồi tự nhiên mình chuyển kênh ấy, đúng không? Mình disturb người ta mà. Slit quá khứ từ slide trượt trượt cho cánh cửa mở ra. Đấy. Rồi, hi Luna, uh, said Ginny Is is it okay if we take these seats? The girl beside the window looked up. She had straight từ từ. She had straggly waist-length, dirty blonde hair, very pale eyebrows, and protuberant eyes that gave a that gave her a permanently surprised look. Ở chào Luna, Ginny nói có ổn không được từ từ bọn tớ có thể ngồi vào những cái ghế này không à, cái cái cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ ngước lên nhìn. Cô ấy có một cái mái tóc Cái gì đây? Màu vàng bẩn á? <laughs> Không, nó gọi là kiểu màu vàng nhám Chúng ta nên gọi là vàng nhám thì đúng hơn. Vàng nhám Có mái tóc màu vàng nhám, dài đến eo và nó lìa chỉa. Nó lìa chỉa này. Rồi là tiếp theo đó là một cái cặp lông mày mà nó rất là nhợt nhạt. Rồi là cái đôi mắt lồi mà cho cô ấy một cái dáng vẻ là luôn luôn ngạc nhiên với mọi thứ. Rồi is it okay có ổn không đúng không? Có được không? Nếu như bọn tớ ngồi vào cái ghế này. Beside tức là bên cạnh là bằng từ next to, right, bên cạnh cái cửa sổ này. Rồi struggle. Từ từ struggle. Chúng ta phải hiểu ấy, cái người mà nó gọi là kiểu bị bỏ lại hay là cái người bị lạc lại ấy, thì nó gọi là straggler. Được, thế cho nên cái từ struggle ấy nó có nghĩa là kiểu đi đi lệch. Rồi, cái từ struggle nó gọi là đi lệch. Đấy, thế cho nên là straggly ở đây ấy, nó có nghĩa kiểu mái tóc ấy, nó không có mượt, Đó, nó bị lỉa chỉa. Đó, chúng ta nên hiểu là như thế. Nhớ nhá, cái người straggler ấy, tức là cái người bị bỏ lại, người bị bỏ lại, người bị bỏ lại. Rồi, thế cho nên từ straggly nó mới là cái từ mà ngoài tóc bị lỉa chỉa. Bởi vì nó không theo hàng đúng không? Nó không theo hàng lối. Và waist là eo và đây, waist length tức là dài đến eo, dirty blonde tức là vàng nhám. Uh, eyebrows, lông mày này, rất là pale tức là cái màu sắc nó nhợt nhạt. Rồi, uh, protuberant, từ này nó bắt nguồn từ cái từ protube. Protube tức là chìa ra, lồi ra. Protube. Cái động từ ấy, cái verb của nó là như thế. Nhá bị lòi ra, bị chìa ra, và đây là protuberant tức là cái đôi mắt đúng không? Mắt lồi. Rồi một cái permanently surprised look tức là cái nhìn lúc nào nó cũng thể hiện sự ngạc nhiên. Bởi vì từ permanent nó bằng từ forever tức là kiểu như bất cứ cái thời gian nào nó cũng thế đúng không? Vĩnh viễn. Harry knew at once why Neville had chosen to pass his compartment by. The girl gave off an aura of distinct doddiness Harry biết ngay lập tức vì sao mà Neville lại lựa chọn là đi qua cái khoang tàu này. Cái cô gái, cái đứa con gái ngồi trong khoang tàu đó thì nó toát ra một cái hào quang thể hiện cái sự gì? Cái sự dotdiness. Từ từ, doddie là gì nhỉ? Tự, tự nhiên mình quên mất cái từ này là gì nhỉ? Dot là dấu chấm này. Doddie là 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 nó có thể là kiểu uh, mờ ám à không không nếu mà dot là dấu chấm đúng không từ từ mình phải xem lại từ đo đi này nó có thể là kiểu như bẩn thỉu nhếch nhác á mình phải xem lại đã xem lại ý nghĩa của nó là gì đã nào trong từ điển thì nó là không có à sao là kỳ lạ nhỉ sao lại không có nhỉ từ từ các bạn đợi tí mình tìm từ đo đi cho mọi người nhé bởi vì hình dung á khi mà chúng ta học từ đây đây đo đi nó là như thế này này Nà, slightly strange hoặc là mentally ill đúng không? Tức là kiểu hơi bị ngớ ngẩn một tí. Dot là dấu chấm. À hiểu rồi. Vậy thì khi mà một người mà kiểu ngớ ngẩn đúng không? Kiểu ngơ ngơ ấy thì nó hay bị chấm 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 như thế này. Kiểu nó không suy nghĩ được liền mạch. Đấy, hợp lý đúng không? Khi mà dot là dấu chấm này. Dot là dấu chấm, dấu chấm. Thì nếu mà kiểu doddy tức là cái tính từ mà nó phải liên quan đến dấu chấm đúng không? Vậy thì tức là kiểu một người mà nó hơi ngớ ngẩn một tí nó không thể nào mà suy nghĩ liền mạch được. Nó cứ kiểu ba chấm trong đầu á. <laughs> đúng không? Hợp lý. Cứ ba chấm trong đầu. Còn distinct thì tức là một cái từ nó gọi là rõ ràng. Mọi thứ nó clear. Đấy. Còn aura đúng không? Tức là cái dáng vẻ hay là cái 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 hào quang người ta toát ra bên ngoài. Perhaps it was the fact that she had stuck her wand behind her left ear for safekeeping. or that she had chosen to wear a necklace, a butter beer cap, or that she, sh or that she was reading a magazine upside down. Uh, có lẽ nó là bởi vì cái sự thật rằng là cô ấy đã nhét cái đũa thần của mình phía đằng sau cái tai bên trái của cô ấy để mà có thể uh, lưu giữ cái đũa đó. Hoặc là cô ấy đã lựa chọn đeo một cái vòng cổ chỉ có bằng những cái nút của những cái chai bia bơ hoặc là cái sự thật đó là cô ấy đang đọc ngược một cái cuốn tạp chí con này nó ngớ ngẩn mà Đấy, nó, nó nó toát nó toát ra trong mắt người khác ấy. đó là nó hơi ngớ ngẩn nó hơi bị ngơ ngơ ấy. bởi vì là nó đây này đây là những cái lý do vì sao mà người ta lại nghĩ rằng nó do đúng không nó hơi bị ngơ. <laughs> ngơ ngơ ok perhaps bằng từ maybe Đấy, stuck thì đó cái quá khứ từ stick, stick tức là nhét vào hoặc là cài vào. Và đây cài cái đũa thần này phía đằng sau tay bên trái để xếp kíp một thứ gì đó, tức là kiểu mình giữ an toàn thứ đấy. Rồi một cái kỷ vật nhé, nó có thể được gọi là một cái keep safe. Mọi khoan đã, keep safe, keep safe, đúng rồi, đấy, một cái kỷ vật. Đó, còn safe keeping tức là cái hành động đó Chúng ta giữ lại một thứ gì đó để mà kiểu lưu niệm đó. Rồi chosen to wear đúng không Đã lựa chọn là đeo một cái vòng cổ này Bằng cái nút chai bia à, Đọc một cái tạp chí bị ngược nhé Lật ngược cái cuốn tạp chí đấy lại đọc đó. Thế cho nên người ta nghĩ rằng nó ngớ ngẩn là đúng rồi Her eyes ran over Neville And came to rest on Harry She nodded không, bao giờ đi chơi là cũng phải đi chơi Ấp uh, ảnh là ấp sau thôi em ơi Chứ còn đi chơi thì cứ phải tận hưởng Cứ phải trải nghiệm hết đó chứ Mà ảnh thì cũng có phải là Ảnh đẹp gì đâu đúng không Mình không có thói quen check in Nào, cái đôi mắt của cô ấy này Thì uh, Nó lướt qua về phía của Nivo Và sau đó thì nó lướt về phía của Harry Cô ấy gật đầu này, Chấp nhận cho mọi người ngồi ở đấy rest on ấy nó có nghĩa là kiểu nghỉ trên một cái thứ gì đó tức là kiểu nó đáp đáp xuống à, cái đôi mắt đến đáp xuống về phía của harry còn rang nó giống như kiểu là ring đúng không từ từ rang bình thường ấy một thứ mà nó không range đúng rồi phải là range có nghĩa là nó dùng từ range ở dạng động từ đúng không tức là đi di chuyển theo một cái quãng nhất định nên nếu như ở dạng verb ấy thì nó có nghĩa là kiểu thay đổi từ cái phạm vi này sang phạm vi khác Uh, range. rồi ví dụ cái sở thích của các bạn đấy mà nó range từ A To B, đúng không? thì tức là nó đi từ uh, bóng đá sang uh, bơi lội chẳng hạn đi, thì đấy nó gọi là range. rồi thanks, sat Ginny smiling at her. harry and Neville stole uh, stole the th từ từ, stole the three trunks and Hedwig's cage in the luggage rack and sat down. the girl called luna watched them over her upside down magazine, which was called the quibbler. Cảm ơn nhé." Ginny nói này, mỉm cười về phía của Luna. Harry với lại Neville thì cất ba cái dương của họ, kèm theo cái lồng cú của con Hedwig vào cái khe cái giá treo hành lý và sau đó thì ngồi xuống. Cô gái được gọi tên là Luna nhìn họ qua cái tờ tạp chí được lật ngược lại của cô ấy, thứ mà nó được gọi là The Quibbler. Cái rack chính là cái giá treo và đây là cái giá treo hành lý. À, còn từ STOW á, nó giống từ STORE, tức là cất một thứ gì đó đi STOW yeah, STOW uh, Bằng từ STORE, cất một thứ gì đó đi Cái gì? I just wanna ask how many bánh trưng pots have you eaten? Actually none Right Because uh, bánh trưng Or you can call sticky rice is actually really highly caloric And I'm a fitness junkie, so I... Uh, I was trying my best to stay away from those foods, <laughs> right? Cái bánh trưng mà em phải biết là một cái bánh trưng ui uh, ôi rồi ôi, nó phải tầm khoảng hai nghìn calo mà ăn quả đấy thì chết rồi. <laughs> mình là mình muốn tránh cái đấy. Stow up. thì đó là cất một thứ gì đó đi. Còn đây là luggage rack tức là cái giá treo hành lý này. Um, upside down magazine đúng không tức là cái tờ tạp chí nó đã được lật ngược. Quibbler tức là cái danh xưng để mà gọi một người không biết sử dụng phép thuật trong thế giới phù thủy. Uh, she did not seem to need to blink uh, as much as normal humans. Cô ấy không có vẻ cần phải chớp mắt quá nhiều như là những cái người thường. À, không, em không thể nào hỏi như thế được, phải ăn bao nhiêu nồi bánh trưng. Không, nó trong trong tiếng tiếng Anh nó không có cái câu hỏi như thế. Còn tiếng Việt của mình là bảo rằng là à, Đã được bao nhiêu nồi bánh trưng rồi đúng không <laughs> Mình lại cứ tưởng là Ăn bao nhiêu nồi bánh trưng à, Thôi đừng hỏi tuổi nhé à, Đừng hỏi tuổi làm gì Cứ uh, hiểu là chưa đến 30 Đó à, chưa đến 30 Rồi nào tiếp theo này She stared and stared at Harry Who had taken the seat Opposite her and now wished he had not Cô ta không có vẻ là Cần phải chớp mắt quá là nhiều Như là những cái người bình thường As much as đúng không? Nó so sánh theo cái mức độ như là người bình thường này. Cô ấy nhìn chằm chằm và cứ thế nhìn chằm chằm vào phía của Harry, người mà đã ngồi vào cái ghế đối diện cô ta và bây giờ thì đang ước rằng là cậu ấy không có ngồi vào cái vị trí đó. Thích một cái seat nha, tức là kiểu ngồi vào cái ghế đấy. Had a good summer, Luna? Ginny asked. Yes, said Luna dreamily. Without taking her eyes off Harry. Yes, it was quite enjoyable, you know. Your Harry Potter, she added. Ờ, uh, nghỉ hè tốt lành chứ, Luna. Ginny hỏi này. Nó gọi là kiểu nghỉ hè có vui không, đúng không? Ừ có, Luna nói một cách rất là mơ mộng. Không hề rời mắt khỏi Harry. Ừ có, nó khá là thú vị. Cậu biết đấy. À, anh là Harry Potter, có đúng không? Cô ta nói thêm này. I know I am, said Harry. Ừ, anh biết <laughs> anh biết tên của anh là Harry mà Harry nói enjoyable ấy tức là nó đem lại cái sự thích thú cho mình đó mình có thể enjoy nó còn dreamily tức là cái dáng vẻ hay là cái đôi mắt ấy nó đang mơ mộng Đấy, dreamy rồi còn tất nhiên là kiểu như người ta có thể bảo rằng một thứ gì đó ấy, nó hơi viển vông ấy. đó một cái thứ gì nó hơi dreamy tức là kiểu nó hơi viển vông một tí À, ví dụ như kiểu đây là một cái dreamy uh, boyfriend chẳng hạn đi, à, tức là kiểu một cái người mà nó hơi 10 điểm đúng không? mình không với tới được. Uh, he's kind of dreamy, you know. Uh, Neville chuckled. Luna turned her pale eyes upon him instead, and I don't know who you are. Neville thì cười hahaha. Uh, Luna thì sau đó thì rời cái đôi mắt nhợt nhạt của cô ấy nhìn về phía của Neville thay vì Harry. Từ chuckle này này nó là cười. Hông chớp cổ tức là cười một cách như kiểu kiểu mình đang muốn nén lại một thứ gì đó cười chớp cổ ấy tức là cười kiểu như là đang cố gắng nén lại <laughs> đấy kiểu thế thì nó gọi là chớp cổ Đã. rồi còn nếu mà kiểu cười theo kiểu khác nha ví dụ này mình uh, minh họa cho chúng ta một chút rồi giả sử từ cho đồ thì nó cười ha 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 rồi chớp cổ là à không chớp cổ thì nó cười kiểu đó, cười như thế thì nó gọi là chớp cổ cố gắng nén lại, đúng rồi. Đấy nó gọi là <laughs> kiểu thế. Uh, và tớ không biết thì và tớ không biết cậu là ai. Đấy, nu uh, con, con con bé Luna ấy nó nói với thằng uh, Neville như vậy. I'm nobody said Neville hurriedly. No you're not said Ginny sharply. Neville long bottom, Luna love good, love good. Luna's my year but in Ravenclaw. Không, tớ 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 không là ai đâu. Neville nói rất là nhanh này, rất là vội vã không cậu uh, cậu là Neville Longbottom, con tớ là Luna Lovegood, Luna thì đó là cái năm sinh của tớ, còn tớ thì ở trong nhà Ravenclaw, còn Seth, còn set như thế này này, thì tức là nói một cái giọng nó rất là đanh, đấy tức là kiểu át lại người khác đúng không? Át lại cái giọng nói của thằng Neville ở đây, Luna à nghe giống như kiểu là cái lịch âm lịch nhỉ? đấy vậy thì nếu mà chúng ta bảo là theo lịch âm lịch nha the Vietnamese đúng không? Vậy thì our lunar tức là theo lịch âm cái cách diễn đạt như thế này, được, đấy. Rồi, "With beyond measure uh, is man's greatest treasure," set lunar in a sing-song voice Ủa, cái câu này nó là một cái ngạn ngữ này, có nghĩa là trí tuệ. Của một người thì đó là cái tài sản Đáng quý nhất của người ta đấy, Luna nói trong một cái giọng Nó như kiểu là đang ca hát Sing song voice Đó giống như kiểu là đang hát ca đấy Còn wit ở đây này nó giống như kiểu trí khôn Wisdom đấy, Wisdom trí khôn Rồi wit nha Và beyond measure ấy, Một thứ gì nó beyond measure Tức là nó không thể nào mà đo lường Đong đếm, cân đo được Đó beyond measure còn đây treasure tức là cái kho báu đúng không và đây cái kho báu um, quý nhất của một người trí Chí tuệ chính là kho báu quý nhất của một người she raised her upside down magazine uh, magazine high enough to hide her face and fell silent harry neville looked at each other with their eyebrows raised Ginny suppressed a giggle Cô ấy, con bé Luna thì nó dơ cái tờ tạp chí đã được lật ngược của nó lên đủ cao để mà che đi khuôn mặt của cô ấy. Và sau đó thì im bặt, không nói câu gì. Harry và Neville nhìn vào nhau với đôi mắt, với cái lông mày của họ nhướn lên. Ginny thì cố nén lại một cái tiếng cười khúc khích. À Đấy, coi, có từ gì nhỉ? hide her face đúng không kiểu fell silent nói chung mấy từ này dễ mà nó có như che mặt đi này và sau đó thì rơi vào cái trạng thái tĩnh lặng không nói gì nữa raise nhướn nhá nhướn cái lông mày lên đó còn suppress thì đó có nghĩa là nén lại add lại một thứ gì cứ hình dung cho mình cái suppressor ấy. các bạn nào mà chơi cái game pubg á thì biết cái thứ này nó gọi là cái ống giảm thanh nữa đấy ống giảm thanh thì đấy cái từ suppress có là hãm lại nén lại đi xuống còn gigol tức là cái cười khúc khích. Rồi, the train rattled uh the train rattled onward, sp speeding them out into the open country. Uh it was an odd, unsettled sort of day. One moment the carriage was full of sunlight and the next they were passing beneath ominously gray clouds. Cái con tàu cứ thế nó lạch cà lạch cạch nó tiến về phía đằng trước. Uh, nó phóng rất là nhanh đưa họ ra khỏi cái từ từ phóng rất là nhanh đưa họ into open country à phóng rất là nhanh đưa họ về những cái miền quê thoáng đãng nó là một cái ngày vô cùng là kỳ lạ và cảm giác bất an một khoảnh khắc thì cái cỗ xe nó có rất là nhiều những cái tia nắng và khoảnh khắc sau đó thì họ lại đi qua những cái đám mây mà nó rất là xám xịt Đấy, đầy sự u ám rồi, một ngày rất là bất an nhiều nhá cái từ ra đồ tức là có cái thứ gì đó nó là lạc, lạch cà lạch cạch ở bên trong mà con tàu mà thì nó sẽ gió nó nó sẽ có rất là nhiều những cái bánh xe đúng không bánh răng cưa các thứ thế cho nên nó lạch cạch là đúng rồi ừ. open country á nó giống như kiểu cái countryside countryside chính là miền quê đúng không miền đông thôn đó đây country nó là như thế nhá rồi open country cái miền quê ăn xe đồ tức là kiểu mình không thể nào ngồi một chỗ được mình không thể nào yên lòng được còn odd tức là strange lạ lùng kỳ cục ừ. bởi vì đây này một cứ một lúc thì nó lại có nắng nhưng mà một lúc sau thì nó lại đi qua dưới những cái đám mây mà nó rất là xám xịt đúng không gray là màu xám Đấy, ominously thì sao ominous à, ominous thì cái âu um, cái âu uh, này này nó gọi là cái điềm báo. Đấy, điểm báo. Thì cái từ ominous có nghĩa là kiểu báo hiệu một cái thứ gì đó tiêu cực sắp sửa xảy ra. Yeah, ominous nó là như thế. Rồi, nhớ cái gốc từ của nó ấy. Cái gốc từ của nó là điềm báo. Rồi. Guess what I got for my birthday? Uh, said set Another remember another remember bro. Set Harry remembering the marble like device. Neville's grandmother had sent him in an effort to improve his uh, abysmal memory. Cậu đoán thử xem tớ có cái gì uh, cho cái ngày ngày sinh nhật của tớ này. Đấy, Neville nói. Có phải là một cái quả bóng ghi nhớ nữa không? Harry nói. Nhớ lại cái thiết bị mà nó giống như kiểu là viên bi mà bà ngoại của Neville đã gửi cho cậu ấy trong một cái nỗ lực để mà cải thiện cái trí nhớ vô cùng là tồi tệ của cậu ta. Remember ball đúng không? Tức là kiểu như nó nó là cái cái từ cách điệu thôi đấy, cách điệu ấy, giống kiểu quả bóng ấy bởi vì từ marble nhá nó là viên bi hay hoặc là kiểu cẩm thạch để mà nói đến chất liệu của làm chất liệu của cái viên bi á nhưng mà đây marble light tức là kiểu giống viên bi rồi đấy hoặc là kiểu giống cẩm thạch rồi device thiết bị đúng không đấy, bà của Nivo đã gửi cho cậu ấy này in an effort trong một cái nỗ lực để mà cải thiện trí nhớ của cậu ta abysmal ấy, tức là một thứ gì mà nó cực kỳ là tệ, đó nó cực kỳ là tệ, nó cực kỳ là ill-made hay là kiểu uh, low quality, abysmal nó là như thế nhá. Abysmal. No, said Neville. I could do with one though. I lost the old one ages ago. No, look at this. Không, Neville nói. Uh, I could do with one though. Tức là thế nào nhỉ? Ý của nó đúng không? Nếu mà nghĩa đen ấy Thì tức là tớ có thể uh, Tớ chỉ cần một cái thiết bị như thế thôi Nhưng mà không hợp lý lắm Không hợp lý cái từ do ở đây Cái từ do with something ấy Nó có nghĩa là một cái từ C1 Có nghĩa là cần Cần một thứ gì đó Do with something Đây này C1 nhé các bạn nhé, không đùa đâu C1 đó, do with something tức là cần một thứ gì đó Đặc biệt dùng trong những cái kiểu văn nói ấy còn văn viết thì người ta không dùng cái này đâu Văn nói nhé Do it something C1 Đó là cần một thứ gì đó right. À hoặc là muốn đúng không Vậy thì đây có nghĩa là kiểu như Tớ mong muốn có một cái Hoặc là kiểu tớ có thể cần một cái đấy Tớ mất cái trước đây của tớ Rất là lâu rồi Không không nhìn vào cái này này Do with something tức là cần Hoặc là muốn một thứ gì đó C1 Right. Rồi, rồi tớ đã mất cái trước đây của tớ này Rất là nhiều thời gian trước rồi đúng không Từ rất lâu rồi Ages ago Không phải làm với đâu Nó phải là Nếu mà làm với thì tức là Em chỉ hiểu nghĩa đen đúng không Còn nghĩa bóng C1 đó Thì nó có nghĩa là cần hay là muốn một thứ gì Không hãy nhìn về thứ này này He dug the hand that was not keeping a firm grip on travel uh, Into his school bag And after a little bit of rummaging, pulled out what appeared to be a small grey cactus in a pot, except that it was covered with what looked like boils rather than spice. spines. Cậu ta thọc sâu cái cánh tay của mình mà đang không có cầm cái con cóc Trevor vào trong cái túi đi học của cậu ấy, cái cặp đi học của cậu ấy, và sau một hồi lục lọi thì cậu ta đã lôi ra cái thứ có vẻ như là một cái cây xương rồng màu xám rất là nhỏ được đức trong một cái chậu cây ngoại trừ cái việc rằng là cái cây xương rồng đó nó được bao phủ xung quanh với cái thứ có vẻ như là những cái um, bọng nước đó những cái bọng nước thay vì là những cái xương rồng đây là Harry Potter em ơi nào đất nó là cái quá khứ của từ Dick Đích là đào đúng không? Vậy thì trong cái văn cảnh này tức là thọc sâu tay xuống Không phải đào tay nhá mà nó là kiểu thọc tay xuống Đấy, và đây Cái tay mà nó không cầm con cóc nha Chứ còn tay kia là nó đang có một cái firm grip on travel rồi Đấy, nó đang có một cái lực nắm rất là chắc Đó, một cái cú nắm rất là chắc Và cái con cú đấy Và cái con cóc đấy Rummage Thì tức là cái từ nó gọi là lục lọi Rummage Lục lọi của quạng Ok, what appear tức là kiểu thứ mà nó có vẻ như là một cái cactus, cây xương rồng này, in a pot, đúng không? Tức là trong cái nồi hoặc là trong cái trong cái văn cảnh mà đi với lại cây cối thì nó phải là cái chậu cây. Rồi, boil thì bình thường nó có nghĩa là kiểu mình luộc một thứ gì đó đúng không? Tức là kiểu mình boil cái đấy. Nó dùng một dạng danh từ đó, Thì chúng ta phải hiểu đây là những cái bọc nước. Các bạn có bao giờ bị bỏng không? Xong rồi là kiểu nó nó bị phồng phồng lên á. Đấy, bên trong đấy nó có nước nhé. Chúng ta chọc vào ấy Thì nó sẽ kiểu bắn nước ra đúng không Nó phọt nước ra ấy Thì đấy trong danh từ nó gọi là boil Chính là những cái bọc nước Kinh khủng à Bọc nước yeah. Thay vì là spines Đó là gai nhọn uh, Mimblers Mimblers He said proudly Harry stared at the thing He was pulsating slightly Giving it the rather sinister look Of some diseased internal organ cái thần chú gì đó này cậu ta nói một cách rất là tự hào Harry nhìn chằm chằm vào cái thứ đấy nó đang cái cái cây xương rồng đấy nó đang đập thình thịch lên một chút đấy nó có một cái um, hình ảnh mà rất là, là 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 quỷ quyệt nó toát ra từ từ không không nó khiến cho cái cây xương rồng đấy nhá có một cái hình ảnh mà nó nhìn rất là ma quỷ nó nhìn rất là kiểu như hắc ám như là một cái nội tạng bên trong cơ thể mà nó đã bị mắc bệnh vậy rồi pose pulse pose tức là một cái từ từ các bạn phải hình dung cái từ pose chính là nhịp cái mạch của mình đó chính cho chính vì vậy cho nên từ pose nó coi là kiểu đập theo nhịp nhé đập theo nhịp rồi sin là tội đúng rồi thế thì sinister tức là một thứ gì ấy, mà nó kiểu có vẻ mờ ám nó có vẻ có âm mưu, hoặc là kiểu quỷ quyệt ở đây Được, Một thứ gì mà nó kiểu như hắc ám Thì đấy chúng ta có thể gọi là sinister Đặc biệt nhá, khi mà một người ấy, mà kiểu có âm mưu muốn hãm hại người khác ấy Thì tức là có một cái sinister look từ người đấy Có một cái dáng vẻ đúng không? Nó rất là mờ ám Rồi, diseased à, Internal organ, tức là cái nội tạng bên trong cơ thể này Nó đã bị mắc bệnh Ví dụ cái phổi ấy, mà nó bị uh, ung thư nhìn nó rất là kinh đúng không? Chúng ta phải tưởng tượng như thế It's really, really rare said Neville beaming I don't know if there's one in the greenhouse at Hogwarts Even I can't wait to show it to Professor Sprout My great uncle Agile uh, got it for me in Aresia I'm going to see if I can breed from it Nó thực sự, thực sự là hiếm đấy Neville nói và mỉm cười dạng dỡ Tớ không biết liệu rằng là trong cái phòng kính, cái nhà kính trồng hoa của Hogwarts có cái thứ này không. Tớ không thể nào chờ đến khi cho giáo sư Sprout nhìn thấy thứ này. À, bà cố nội của tớ, Agile, đã tặng cho tớ từ Aresia. Đấy, đã, đã đã gọi là mua về cho tớ từ Aresia. Tớ sẽ xem xem liệu tớ có thể trồng cái cây này, có thể nhân giống cái cây này từ... từ từ... nhân giống nhân giống đấy, từ cái cây này hay không? Đấy, ý của nó là như thế. Từ beam uh, ánh sáng nó lóe lên và đây nụ cười thì tức là cười dạng dỡ. rồi greenhouse là cái nhà kính mà nó để kiểu trồng hữu cơ ở trong đấy ấy. các bạn trồng những cái cây đúng không? đây thì khi mà ở trong trường học thì nó phải nghiên cứu trong greenhouse rồi uh, great uncle bà cố nội này đúng ra kiểu great uncle là là kiểu như thế hệ thứ ba đúng không? Mình là thế hệ thứ một thì đây Gray nó sẽ là thế hệ thứ ba. Đấy và đây là kiểu như ông uh, ông chú uh, chú cố <laughs> có thể được dịch ra là như thế. Ông chú cố của chợ của tớ. Uh, breed danh từ nó là cái giống nòi ở dạng động từ tức là nhân giống, yeah, lai giống. Rồi Harry knew that Neville's favorite subject was biology, but for the life of him he could not see what he would want with this stunted little plant. Harry biết rằng cái môn học ưa thích của Neville đó là um, nghiên cứu về các cái loài cây rồi là các cái uh, thảo mộc. Nhưng mà từ từ, nhưng mà theo từ từ cái chỗ này thì nó giống như kiểu đưa ra một cái lời thề ấy, hay là kiểu đưa ra một cái cái mức độ gì đó mà nó đang phóng đại ấy. Hơi, hơi hơi khó dịch chỗ này nhỉ nó coi là for the life of him nhưng mà cậu ta thề trên mạng sống của mình là cậu ta không thể nào hiểu được rằng Nivo sẽ muốn làm gì với lại cái cây cái cây ngớ ngẩn như thế này đó có thể kiểu thề trên mạng sống của mình for the life of him đó cậu ta không thể nào see không thể nào hiểu được đấy xem là Nivo sẽ muốn cái điều gì với lại cái cây quái quỷ này nha cái stunted rồi little plant đúng không? Cái cây như thế này. Từ 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 stunt tức là kiểu một cái cảnh quay mà nó ấn tượng à. Stunted. Nào, bị ức chế. Từ từ stunted ở đây thì nó có nghĩa là kiểu một cái từ diminu diminutive, có nghĩa là kiểu bị ức chế sinh trưởng hay là một cái cây gì đó nó còi cọc này. Hay không? À, từ stump à từ, từ 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 stunted ở đây nó là như thế. Bị ức chế sinh trưởng, bị còi cọc, bị kìm hãm suy dinh dưỡng đúng rồi có thể được sử dụng cái từ stunted ở đây để mà nói về một người suy dinh dưỡng đấy. Uh, does it uh, do anything? He asked. Loads of stuff, said Neville proudly. It's got, it's got an amazing defensive mechanism. How travel for me? Nó có thể làm được cái điều gì không? Harry hỏi Neville. Nhiều thứ lắm chứ. Neville nói rất là tự hào. Nó có một cái cơ chế phòng vệ rất là tuyệt vời, rất là đáng ngạc nhiên. Đây cầm con Trevor cho tớ Loads of Nó có nghĩa là a lot of Có nghĩa là rất nhiều Nó bằng từ lots of nha Các bạn có thể phân tích như thế Lots of ở đây Ok Rồi Và đây là loads of đúng không? Như nhau thôi Defensive Tính từ từ defend uh, Để mà bảo vệ hay là kiểu phòng ngự nha Và đây là kiểu cơ chế này Mechanism để Cơ chế phòng ngự He dumped the toad into Harry's lap and took a quill from his school bag. Luna Lovegood's prop Luna Lovegood's popping her eyes appeared không 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 popping eyes appeared over the top of her upside down magazine again watching what Neville was doing. Neville thì uh, dốc cái con cóc đấy vào phía đùi của Harry và sau đó thì lấy ra một cái bút lông từ cặp đi học của mình. Cái đôi mắt lồi của Luna thì nó lại xuất hiện trên phía nóc của cái tờ tạp chí ngược cậu ta cái tờ tạp chí xoay ngược mà cô ấy đang đọc một lần nữa nhìn xem là cái thứ nivô mà đang làm là gì đấy thì đây chúng ta sẽ có cái từ đó từ đâm á bình thường nó có là đổ hoặc là dốc một thứ gì đó dốc một một thứ gì đó xuống nha dốc ngược nó xuống là các bạn đi đổ rác chứ. hay là vứt rác xuống uh, những cái nơi kiểu công cộng các thứ ấy thì nó dùng từ đâm Được, đâm trash đấy ví dụ into the lake, Đã, vứt rác xuống sông ao hồ các thứ nó dùng từ đâm, Đã. rồi tiếp theo này là cái quill chính là cái bút lông và đây cái popping eyes bình thường ấy, khi mà mình pop một thứ gì đó tức là kiểu mình bóp cho nó nổ, Đã. nhưng mà đây trong cái đôi mắt đúng không thì tức là mắt lồi, đấy nó lại xuất hiện này trên nóc của cái tờ tạp chí xoay ngược nhìn thứ Nivo đang làm Nivo held the mimbler up to his eyes, his tongue between his teeth chose his spot and gave the plan a sharp prod with the tip of his quill. Nivo giữ cái quấn cái cây xương rồng đó ngang phía tầm mắt của mình. Lưỡi của cậu ta thì đang đặt giữa hai hàm răng, lựa chọn cái vị trí đứng và sau đó thì cậu ta chọc vào cái cây xương rồng đó một cái cú rất là mạnh với cái đầu đũa với cái đầu bút lông của mình. Nào mình có cái từ này này. Uh, đầu tiên đó là spot đúng không chính là cái điểm đứng hay là cái vị trí đứng của cậu ấy lựa chọn cái vị trí đứng cái từ prod này nhá thì bình thường nó có là kiểu mình khám xét đấy hay là kiểu mình uh, kiểu chọc ngoáy một thứ gì đó đó chọc ngoáy cái thứ đấy prod thì đây này nó có thể được sử dụng theo cái nghĩa bóng của nó nhá đó là prod đấy, prod into others matters đấy tức là kiểu chọc chọc ngoáy hay là xăm soi người khác nhưng mà trong văn cảnh này thì nó dùng ở dạng nghĩa đen đúng không tức là kiểu mình chọc luôn Đó, chọc ngoáy luôn rồi thích chính là cái đầu và đây là cái đầu đũa à, sorry cái đầu bút lông của cậu ấy liquid squirted từ từ liquid này squirted from every boy on the plant thick stinking dark green jets of it they hit the ceiling the windows and spattered lunar love goods magazine cái chất lỏng thì nó bắn ra từ mọi cái cái um, vết từ từ mọi mọi cái cái khối u trên cái cây xương rồng đó đó là những cái chất lỏng màu xanh ấy, bốc mùi và nó hơi đặc quánh bắn ra từ những cái vết lồi đó những cái chỗ lồi đó chất lỏng nó bắn lên trần nhà này Nghe đó, nhạy cảm nhỉ Bắn lên cửa sổ này Và bắn vào cái tờ tạp chí của con bé Luna Rồi cái liquid Đó là cái chất lỏng đúng không Và cái từ squirt Nó coi là kiểu bắn Bắn nước nhé Bắn nước Rồi chúng ta hình dung như thế Ok còn cái từ boil mình giải nghĩa rồi đúng không Tức là các cái bọng nước Đấy các cái bọng kiểu chứa chất lỏng ở trong đó Stinking tức là một thứ gì nó bốc mùi này Còn dark green tức là cái màu xanh thẫm Nhà màu xanh là cây mà nó kiểu đậm á Còn Jets Jets thì bình thường nó có là cái chuyên cơ Nhưng mà nếu mà đi với chất lỏng như thế này Thì nó có là cái luồng chất lỏng Đó, cái tia nước Cái luồng nước Nó bắn ra Đấy, rồi Cái từ Spatter thì sao? Uh, spatter tức là kiểu mình có thể kiểu Khiến cho một thứ gì đó nó vương vãi đấy, Nó lem luốc hay là Nó bị bắn tung tóe Thì đấy gọi là Spatter Spatter có nhiều từ khó mà đúng không rồi ok thậm chí là cái từ magazine này này nó còn có là cái băng đạn nữa cơ Ginny who had flung her arms up in front of her face just in time merely looked as though she was wearing a slimy green hat but Harry whose hands had been busy preventing the escape at the escape of Trevor received a face full it smelled like a rancid manure Ginny con bé mà nó đã vung hai cái cánh tay của nó lên trước mặt vừa kịp lúc À, thì uh, đơn từ từ, đơn thuần nhìn có vẻ như thể là cô ấy đang đeo một cái mũ mà nó màu xanh và nó hơi bị nhớp nhác một chút. Nhưng mà Harry, người mà có đôi bàn tay lúc trước đã bận rộn để mà tránh cho cái con cóc Trevor nó trốn thoát, đấy giữ cho cái con đấy nó không trốn thoát thì mặt của Harry đã bị dính đầy cái chất lỏng màu xanh đó. Đó, receive a face full tức là cái chất lỏng đấy nhá nó bắn toàn toàn bộ khắp cái khuôn mặt của thằng Harry. Đó, con bé kia thì nó đủ thời gian để mà nó vung tay lên nó che thì nó chỉ bị bắn lên tóc thôi. Còn Harry nó bắn đầy mặt, đó nó bắn đầy mặt luôn. Rồi just in time vừa kịp cái lúc đấy. Flung quá khứ từ fling đúng không? Tức là vung một thứ gì hay là ném cái thứ đấy theo cái hướng vòng cung. Rồi merely tức là only một cách đơn thuần Đấy, nhìn như thể là cô ta đang đeo một cái mũ màu xanh nó hơi nhấp nháp. slimy cứ nhớ từ slime tức là cái chất nhớt đấy và đây, slimy tức là tính từ của nó. rồi faceful này bởi vì thằng này ấy, thằng harry ấy, là cái đôi tay của nó đang bận rộn lúc đấy để mà tránh cho cái con cóc nó khỏi trốn thoát. đấy prevent đúng không tức là kiểu phòng tránh một thứ gì đó đây là phòng tránh sự trốn thoát của con cóc trevor Thế cho nên đã nhận về cả một cái khuôn mặt mà nó đầy chất lỏng màu xanh Nó ngửi mùi có vẻ như là uh, Phân bón mà đã bị 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 bị, bị bốc mùi Mà nua nó gọi là phân Đấy và rancid tức là cái cái một thứ gì đó nó bị ôi nhá Rancid tức là cái mùi mà nó gọi là mùi ôi Nivo whose face and torso were also drenched uh, Shook his head to get the words out of his eyes Nível, người mà có khuôn mặt và cả cái thân trước của cậu ấy đều đã bị ướt sũng trong cái lớp trong cái lớp chất lỏng màu xanh đó thì lắc đầu để mà có thể uh, làm sao vẩy hết những cái chất lỏng màu xanh đã màu xanh đó ra khỏi mắt của mình. Rồi cái từ drenched nó có nghĩa là bị ướt sũng, ướt như chuột lột. Đúng. và đây torso tức là cái thân trước của các bạn này, đúng ra nó gọi là cái thân trên mới đúng rồi Đúng không? Cái upper body của chúng ta Cái torso, thân trên nhá. Uh, the words out of his eyes Tức là lắc cho cái phần đặc nhất ấy, Nó ra khỏi mắt của mình Sorry, he gasped I haven't tried that before Didn't realize it would be so It, it would be quite so Don't worry, though uh, Sting snaps Not poisonous, he added nervously As Harry spat a mouthful on the floor Ờ uh, xin lỗi, cậu ta Hớp hơi, cậu ta chớp lời, cậu ta nói Tớ chưa có thử cái đấy trước đây Tớ không có nhận ra rằng là nó sẽ Nó sẽ bắn tung tóe như thế Nhưng mà đừng lo nhé ờ, Cái thứ này nó không phải là có độc đâu Cậu ta nói thêm một cách vô cùng là Bồn chồn sốt sắng Khi mà Harry nhổ ra Nhổ ra cả một cái ngụ Cái chất lỏng màu xanh đó Trên nền nhà Từ gasp thì nó có kiểu há mồm ra Xong rồi lấy hơi vào Chúng ta hổn hển chúng ta nói Đấy thì gọi là gasp Uh, poison chất độc và poisonous Coi là kiểu có độc dược ở trong đó đúng không có độc tố spat quá khứ từ spit spit tức là nhổ nước bọt và đây là kiểu nhổ ra này a mouthful tức là một cái lượng của một cái thứ gì đó mà nó có thể được uh, nhét đầy miệng của mình là a tất nhiên là có thể kiểu phân tích ra thì bây giờ này có thể ở table full được không? tức là cả đầy một bàn Đấy, ví dụ các bạn đi với đồ ăn ở food rồi, các cái loại đồ ăn nó có nhiều Right Now tiếp theo At the precise moment the door of the At the precise moment the door of their compartment slid open Oh hello Harry Said in a nervous voice That uh, time Harry wiped the lenses of his glasses With his travel free hand A very pretty girl with long shiny black hair was standing in the doorway smiling at him. Choi Chang, the seeker on the Ravenclaw Quidditch team. Ờ, ngay tại cái khoảnh khắc đó thì cái cánh cửa của cái khoang tàu nó trượt mở ra. Ờ, xin chào Harry. Một cái giọng nói bồn chồn vang lên. Bad time. Ờ, ý là kiểu không đúng lúc à. Harry lau cái lớp kính của mình này với cái bàn tay mà nó nó đang không cầm con cóc Trevor. Một cô gái rất là xinh đẹp với mái tóc dài và óng à Không, mái tóc dài và óng đúng không? Sáng óng. Thì đang đứng trên cái đường lối vào mỉm cười về phía của cậu ấy, đó chính là Cho Chang, chính là tầm thủ ở cái đội chơi Quidditch của nhà Ravenclaw. ở precise tức là một thứ gì mà nó chính xác. Đúng không? Và đây chính xác tại cái thời điểm đấy. Rồi, có từ gì nó như back time Kiểu catch you at bad time ấy, at a bad time ấy. tức là không đúng lúc. Còn nếu mà good time đúng không? Thì nó có nghĩa là đúng thốt đúng lúc rồi. Lens tức là cái mặt kính. Và đây là cái lenses của cái kính. Đấy tức là cả hai bên mắt luôn nha, cả hai bên mắt kính. Travel free các bạn có thể đưa một cái danh từ vào cái tiền tố free ở đây. À, ý của nó ấy, có nghĩa là kiểu như không có thứ gì. Ví dụ error free đúng không? Tức là kiểu không có lỗi. À, giả sử một cái bài viết đi error free paper tức là không có lỗi một cái bài viết không có lỗi và đây là kiểu cái tay mà không có Trevor này uh, có gì đâu seek à, tức là tìm kiếm một thứ gì đó thế cho nên đây nó mới gọi là kiểu tầm thủ nhá tức là cái người đi tìm cái quả bóng vàng xong rồi bắt lên nó oh hi said Harry blankly um, said your... well just thought I say hello uh, by then cái cuộc gặp gỡ nó rất là chóng vánh này Harry nói một cách vô cùng là trống rỗng ờ ơ chào đúng ra ấy, nó gọi là kiểu như một cách nó 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 không hiểu chuyện gì đang xảy ra hơi bối rối đấy, bởi vì nó không nghĩ được cái gì đúng không thế cho nên cái đầu óc của nó mới gọi là blank ở đây là như thế blank ờ, tớ nghĩ rằng là tớ qua để mà chào cậu nhưng mà thôi chào nhé she closed the door again rather pink in the face and departed Harry slumped back in his seat and groaned. Cô ta lại đóng cái cửa lại, đóng cánh cửa lại và mặt ấy thì chính ra nó khá là hồng trên cái gương mặt của cô ấy. Và sau đó thì cô ấy rời đi. Harry ngồi thụp xuống trở lại cái ghế của mình và than vãn. Rather cộng một tính từ thì tức là nó nhấn mạnh cho cái tính từ đấy kiểu cái mức độ của nó ấy. Chính ra, đúng ra, Đó hay là kiểu như uh, um, có vẻ. Đấy, là hồng trên gương mặt tức là nó hơi ngựa Depart tức là khởi hành Vậy thì ý của nó ấy, có nghĩa là rời đi trong văn cảnh này Slum một thứ gì nó thụt giảm đúng không ở, Còn ở đây thì tức là nó thụp xuống Nó ngồi thụp xuống Grown tức là dên dỉ, ca thán, than vãn He would have liked to discover him sitting with a group of very cool people Laughing their heads off at a joke he had just told He would not have chosen to be sitting with Neville and Looney Lovegood. Clutching a Toad and Dripping in Sting Sap. À, cậu ta sẽ thích cho để mà nhìn thấy mình, để mà để mà nhận ra mình đang ngồi cùng với một nhóm những người rất là tuyệt vời và đang cười uh, nức nẻ ở một cái trò đùa mà cậu ta vừa mới nói với họ. Chứ cậu ta sẽ không muốn chọn là ngồi cùng với lại Neville và Luna Lovegood và đang túm chặt một cái con cóc ghẻ và đang... Uh, từ từ nhỏ từng giọt từng giọt trong cái um, chất lỏng màu xanh có tên là sting sap đấy chính là cái chất lỏng mà trong cái cây xương rồng nó bắn ra ấy, đúng không các bạn theo dõi thì biết mà nào có cái từ đây nha đó là would have light giả định một điều không có thật trong quá khứ đấy trước đó đúng không nếu mà có thì sẽ thích thì sẽ thích discover khám phá ra cậu ta này đang ngồi cùng với lại một nhóm những người rất là ngầu cool people đúng không rồi thường khi mà chúng ta kiểu như laugh heads off. Đây thì có nghĩa là kiểu cười đến mức mà kiểu gọi là lăn lê bò toài nhá, cười đó Laugh somebody's head off. Rồi cười đến mức gọi là nức nẻ luôn nhá. Ở một cái trò đùa đúng không? Mà cậu ta vừa mới lại nói cho mọi người ấy. nó thích kiểu thể hiện mà. nó thích sĩ gái ấy, kiểu thế. Rồi sẽ không muốn chọn này là bị là be đúng không? Tức là kiểu đang ngồi với lại Nivo và Lunar đâu Clutch, một thứ gì đó Tức là kiểu đang túm chặt, cầm chặt thứ đấy Drip, một thứ gì Nó đang nhỏ, tưng tưng, tong tong Từng giọt á đó. đó, nó lại gọi là đang nhỏ giọt đấy, Thì nó dùng từ drip đấy đó. Người thằng này nó đang ướt sũng mà Thế cho nên là đấy, nó đang từng giọt từng giọt Nhỏ xuống nền nhà nhá Ok, có lẽ là đọc đến đây thôi nhỉ Ngày mai đọc tiếp À sorry, tuần sau nha tuần sau đọc đọc tiếp nhé Bởi vì chủ nhật là mình sẽ nghỉ đúng không? hôm nay uh, nghỉ 4 ngày sau đó mình quay lại thì uh, cái view ban đầu ấy nó đông nhưng mà bây giờ thì chắc là mọi người đi ngủ rồi Đã. Ok thì uh, những bạn còn nán lại trong cái livestream này này các bạn có thể lên uh, trên phở bò để theo dõi cái trang của mình nhá mình uh, chia sẻ rất là nhiều tài liệu IELTS miễn phí rồi là những cái kiến thức cũng như là các cái phương pháp để mà học tiếng Anh ở trên đó đó cũng như là IELTS rồi, nếu mà có tham khảo khóa học thì cũng có thể tham khảo qua đây. Đấy còn lại cái livestream này thì uh, mọi người có thể xem lại trên đây. Rồi có câu hỏi gì nó hỏi hỏi nốt nhá, sau đó mình sẽ nghỉ. Đấy, tuần sau, tuần sau mình quay lại đó. Chủ nhật thì mình sẽ